Rồi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với CID Radio. Và đây là chiếc clip bù cho ngày Chủ nhật là hôm qua CID đã không lên clip kịp cho các bạn. Hôm nay là thứ hai hen, ngày 9 tháng 1, 2023. Rồi, ok. Thì như CD đã nói, hôm qua CD đã hoàn thành được bộ sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Thì cái bộ mà CD mua là gồm 5 cuốn. Thì có những bạn mua sẽ là 3 cuốn, hoặc là 7 cuốn, hoặc là 5 cuốn. Thì tùy vào cái độ tái bản cũng như là thêm thắt gì đó sau này. Nhưng mà đối với CD mà nói thì CD thích tìm cái sách mà ngày xưa, ngày trước, những cái bản nguyên đó các bạn thích hơn so với việc là tái bản quá nhiều. Tại vì khi mà tái bản nhiều như vậy á, mà sách nước ngoài nữa thì sẽ được gọi là chỉnh sửa đi rất là nhiều các bạn. Thích lắm, thích những cái bản cũ hơn, càng cũ là càng thích. Đó, nó lạ luôn vậy chứ không có phải là sách mới lúc nào CD cũng mê đâu nha. Rồi, mục đích của chiếc clip ngày hôm nay á, đó là CD muốn review lại 5 cuốn này. Review lại 5 cuốn này cho các bạn. Thì để cho những cái bạn nào mà không thích đọc cả bộ mà các bạn chỉ thích mua lẻ, thì các bạn chọn được cái cuốn nào phù hợp với nhu cầu của mình. Đó, rồi. Thì tất cả những cái gì CD nói trong cái chiếc clip ngày hôm nay đó là về quan điểm cá nhân của CD và cảm nhận riêng của CD về từng cuốn sách ở trong bộ sách này. Nó không có phải là đúng hay là sai, mà nó sẽ thiên về cái sự phù hợp. Nếu các bạn nghe, các bạn cảm thấy phù hợp với mình thì các bạn có thể tìm mua và đọc thử để ủng hộ tác giả ha. Và có thể nói đây là cái bộ sách mà CD rất là ưng. Và cũng là lần đầu tiên CD mua theo kiểu bộ như thế này. Tự mình mua theo kiểu bộ như thế này các bạn. Rồi, đầu tiên thì cái cuốn Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi tập 1, nó có tên tiếng Anh là Being Happy. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là hạnh phúc. Có nghĩa là hãy trở nên hạnh phúc các bạn. Theo CD tìm hiểu thì để mà xuất bản được cái cuốn đầu tiên này nè là một cái quá trình rất là gian nan của cái người tác giả các bạn. Và khi CD đọc cái cuốn này thì vỡ òa cảm xúc luôn các bạn, cảm thấy là nó quá xuất sắc. Đây là cái cuốn sách thứ hai sau cuốn Nhà giả kim mà CD cảm thấy là mình nên khuyến khích các bạn đọc. Và nói đúng hơn á, là trong cái bộ 5 cuốn này thì CD đặc biệt thích là cuốn số 1 và cuốn số 3. Thì đối với cái cuốn số 1 này á, là nó nói về cái việc là mình thay đổi góc nhìn trong cuộc sống. Để cho cái hoàn cảnh đó dù cho nó bỉ cực tới cỡ nào, dù cho nó khủng khiếp tới cỡ nào, thì mình cũng có cái cách nhìn tích cực để mà vượt qua ha. Và trong đây mở đầu trang đầu tiên luôn là một cái câu chuyện rất là ngắn nhưng mà nó đầy đủ ý. Đó là có một cái người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết, tôi xong đời rồi. Tất cả tiền đã hết, tôi đã mất tất cả." Thì nhà học giả này mới hỏi lại: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại được chứ?" Thì người đàn ông đó mới đáp là vâng. Nhà học giả nói là: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất." Đó. Thì chỉ cần một cái đoạn ngắn như thế này cũng đủ cho các bạn hiểu được rằng cái tác dụng của cuốn này đó chính là khiến cho bản thân các bạn nhìn nhận lại cuộc sống của mình và có một cái góc độ nhìn khác đi so với ngày trước tới giờ. Cuộc sống nó vẫn vậy các bạn, nó vẫn quay vòng như vậy. Có thể là hoàn cảnh hiện tại nó bi đát, có thể là hoàn cảnh hiện tại chưa thuận lợi. Nhưng mà khi các bạn đọc cuốn sách này các bạn sẽ hiểu ra và có những cái cách có thể khiến cho mình hạnh phúc ngay cả trong những cái giây phút mà nghĩ cuộc đời quay lưng với mình. Nó kỳ diệu như vậy, các bạn nhớ đọc cuốn số 1. Rồi, tiếp tục thì cuốn số 2. Cuốn số 2 là Making Friends, có nghĩa là kết bạn. Thì trong cái cuốn số 2 này, những bạn nào mà yếu về kỹ năng giao tiếp thì các bạn nên mua nha. Cái cuốn này sẽ chỉ cho các bạn cách để mình giao tiếp với con cái, cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu, những người lớn hơn, những người thấp hơn. Nói chung là những bạn nào mà mong muốn mình hòa nhập với mọi người mà vẫn giữ được nét riêng của mình, không phải là kiểu luồn cuốn, không phải là ai muốn gì mình cũng chiều theo để lấy lòng, để hòa nhập, mà là hướng dẫn cho bạn cách vẫn là bạn nhưng mà bạn không bị lạc lõng hoặc cô đơn trong cái xã hội hiện tại, bằng cách là giúp cho bạn tự tin để kết bạn với mọi người hơn. Qua cái cuốn sách số 2 này, nó cực kỳ hữu ích với những bạn mà dạng như tối ngày nói là tôi là người hướng nội, tôi không thể kết bạn được, tôi cảm thấy cô đơn, lạc lõng với thế giới loài người này, thì các bạn nên đọc cuốn số 2 nha. Và cuốn số 1 nữa. Rồi, tiếp tục là cuốn số 3.
À, cái cuốn này là cái cuốn mà CD đánh giá nó ngang hàng với cuốn Nhà Giả Kim luôn. Nó không phải là số 2 mà nó ngang hàng luôn. Cái cuốn số 3 là cái cuốn gọi là Follow Follow Your Heart. Có nghĩa là đi theo tiếng gọi trái tim của bạn. Và cái cuốn này là cái cuốn CD cảm thấy nó giống như kiểu đánh bật vào cái suy nghĩ tâm trí của mình luôn á, khiến cho mình từ một người nghĩ là mọi chuyện không thể, đọc cuốn này xong cảm thấy là mọi chuyện đều có thể các bạn. Và nó cực kỳ hay, mỗi một trang sách nó đều rất là hay, mỗi một trang sách đều cần phải ghi chú lại luôn á. Cuốn này là cuốn hay nhất trong cái bộ sách 5 cuốn này mà CD được đọc. Và nó có rất là nhiều điều mà để cho các bạn vỡ òa ra, các bạn sẽ không nghĩ là cái chuyện đơn giản như vậy mà tại sao mình không biết để mình hạnh phúc, để mình vui vẻ hơn mỗi ngày. Và trong đây đặc biệt là có chỉ những cái cách hóa giải những cái mối quan hệ mà ngày trước mình cảm thấy là nó tan vỡ rồi, nó không có được như mong đợi, mà những mối quan hệ đó mình lại không bỏ được. Ví dụ như là vợ chồng mà không bỏ nhau được, hoặc là anh chị em trong nhà, cha mẹ con cái trong nhà, những mối quan hệ bị ràng buộc mà mình cảm thấy không muốn ràng buộc, thì đọc cuốn này xong các bạn sẽ dung hòa được tất cả. À, dung hòa được tất cả và một cách nhẹ nhàng nhất có thể luôn. Cái cuốn số 3 này là cái cuốn mà các bạn bạn nào muốn cuộc sống của mình đi lên một cái nấc mới và muốn thay đổi tư duy của mình để có cuộc đời tốt đẹp hơn thì hãy đọc cuốn số 3 này. Thật ra đọc một cuốn số 3 chắc cũng đủ luôn rồi các bạn. Cái cuốn số 3 này cực kỳ hay. Rồi, cái cuốn thứ tư có tựa đề là Being a Happy Teenager, có nghĩa là dành cho cái lứa tuổi mà đi học là phần nhiều các bạn. Thì cuốn số 4 này thì CD cảm thấy cũng ổn, nhưng mà so với cuốn số 2 1 2 3, so với cuốn 1 2 3 thì nó còn yếu một chút xíu. Tại vì viết tới đây thì nghĩ chắc tác giả cũng cố gắng nặng dữ lắm rồi, viết tới cuốn thứ tư rồi các bạn. Khó lắm. Nhưng mà một điều các bạn yên tâm đi là 1 2 3 4 là 4 cuốn chủ đề nó khác nhau, nó không có hoàn toàn trùng lặp với nhau đâu. Tại trong mỗi cuốn đó, nó đều có hình ảnh minh họa rất là nhiều các bạn. Cho nên cái cuốn mà nó đã mỏng như vậy nè mà nó còn có hình ảnh minh họa nữa thì các bạn biết là các bạn đọc nhanh lắm. CD đọc một ngày một cuốn là một buổi đó, còn nếu mà nguyên một ngày để dành đọc chắc được 2 cuốn. Nên là những bạn nào mà lười đọc nên bắt đầu bằng cái bộ sách này, và đơn giản nhất là bắt đầu cuốn số 1 hoặc cuốn số 3 là một cái khởi đầu rất là đẹp, có thể là không cần đọc những cuốn khác cũng được. Rồi, cuốn số 5 là cuốn cuối cùng và cuốn mỏng nhất trong cái bộ 5 cuốn, và CD nghĩ là thật lòng chia sẻ luôn nha, là những bạn nào mà không muốn mua bộ thì khỏi mua cuốn số 5 cũng được. Tại vì cuốn số 5 là tóm gọn lại những cái gì đặc sắc ở trong cuốn số 4 và cuốn số 1. Tóm gọn lại, nên các bạn đọc mấy cuốn kia rồi thì các bạn khỏi đọc cuốn này. Còn nếu các bạn chưa đọc những cuốn kia thì các bạn nên đọc cuốn số 5 này. Tuy nhiên, tóm gọn thì nó sẽ không chi tiết được bằng việc các bạn đọc từng cuốn, nên các bạn cân nhắc nha. Và một điều nữa là cuốn số 5 này á là một cái lời cảm ơn của ông tác giả gửi đến người vợ của ổng, tại vì vợ ổng là một cái người ảnh hưởng tới ổng rất là nhiều và giúp đỡ ổng rất nhiều trong cái sự nghiệp viết sách cũng như là xuất bản sách được gọi là thuận lợi hơn. Ổng dành cái lời trân trọng cho chị vợ nhiều lắm và cảm thấy là chị vợ đúng một người phụ nữ rất là giỏi, và đã giỏi lại còn biết đứng về phía sau để hỗ trợ chồng mình nữa, thì đây là một cái người phụ nữ rất là hiếm có. Và cái ông tác giả Andrew Matthew này thực sự có phúc khi mà lấy được bà này, nên là việc bà được công nhận trong đây là một điều hoàn toàn xứng đáng. Và cái trang đầu tiên của cái cuốn sách thứ năm này á có một cái trang viết một cái hình minh họa rất là đẹp các bạn, và chữ trên đó có nghĩa là quãng đời còn lại của bạn chỉ thành 2 hướng mũi tên, một là bình thường, phía còn lại là đáng nhớ. Và cái người đàn ông này đang đứng giữa ngã ba đường, người đàn ông này không biết chọn là nên đi về cái hướng bình thường hay là chọn một cuộc đời đáng nhớ. Thật ra đáng nhớ hay không là do mình các bạn, và nếu các bạn sống từng ngày trọn vẹn thì chắc chắn cái quãng đời của mình nó sẽ thật sự đáng nhớ. Thì sau khi đọc xong 5 cuốn này thì CD nghĩ là để có một cái cuộc sống, một cái quãng đời đáng nhớ nó không có hề khó luôn các bạn. Chỉ cần là mình sống trọn vẹn từng giây phút ở hiện tại của mỗi ngày là được. Mỗi ngày, từng giây phút các bạn sống hết lòng với nó, các bạn luôn cố gắng hoàn thành những cái việc nào mà mình muốn làm. Mình không có trì hoãn, mình không có delay, mình không có viện cớ, viện lý do, mình không lười biếng. Mình cố gắng nỗ lực từng chút một qua từng ngày, từng ngày, từng ngày. Thì thế nào cuộc đời về sau nó cũng nở hoa cho mình hết.
Và đây chính là cái bộ sách mà CD nghĩ là bất cứ ai cũng nên sở hữu. Và nếu mà bí bách quá hoặc điều kiện kinh tế không cho phép thì các bạn nên mua cuốn số 3. Nên mua cuốn số 3 và cuốn số 1 để các bạn đọc và hiểu hơn về cái cách thay đổi tư duy suy nghĩ của mình để sau này mình có thể thay đổi cuộc sống. Nếu mà các bạn nghĩ đời của mình lên hương thì nó lên hương, còn nếu mà các bạn nghĩ đời tôi giống như bãi xịt thì đúng là như vậy đó. Ok, rồi thì CD vừa mới review cho các bạn 5 cuốn rồi đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, và hy vọng với cái chiếc clip này sẽ giúp cho các bạn tìm được cái cuốn sách hữu ích cho mình ha, hữu ích cho mình. Và như các bạn cũng thấy thì CD đang có rất là nhiều sách, nào là sách mua, nào là sách tặng, nào là sách sưu tầm được cái kiểu. Nhưng mà đối với CD cảm thấy thì cái việc đọc sách nó thay đổi con người của mình là một, thay đổi cuộc đời của mình là hai, rồi thay đổi luôn cả những cái gì mà mình đã từng nghĩ không thể thành có thể. Nên đọc sách nó rất có ích. Và nếu mà các bạn tiết tiền mua sách thì giống như việc các bạn đang tiết tiền làm thay đổi cuộc đời mình vậy. Các bạn nghĩ đi, ví dụ như là một khóa học bây giờ dạy làm người, kỹ năng các kiểu thì nó cũng phải tầm 10 triệu trở lên. Có những cái khóa học rất là mắc, tính bằng đô, ngàn đô các kiểu đó. Thì bây giờ các bạn đọc những cuốn sách, các bạn hiểu không? Trong những cuốn sách là cái sự đúc kết về kinh nghiệm, về trải nghiệm, về kiến thức, về kỹ năng của những người tác giả rất là tài giỏi, mà họ đều là trải qua những cái quá trình phi thường, từ những cái việc va vấp, khổ sở mà đi lên. Thì khi mà các bạn đọc những cuốn sách đó, chẳng khác nào các bạn đang học những cái khóa học đâu. Vậy nên CD mới có cái tập radio là đọc sách cũng là học đó. Hãy chăm chỉ đọc sách hơn để thứ nhất tiết kiệm về chi phí, thứ hai là tiết kiệm về thời gian, thay đổi suy nghĩ, thay đổi cuộc đời, và thứ ba là nâng cao, nâng cấp cái bản thân của mình lên. Và khi đọc sách nhiều, các bạn sẽ hiểu cuộc đời này nó đãi ngộ các bạn khủng khiếp mà các bạn không có biết, các bạn không có nhận ra cho đến khi đọc sách. Rồi, hy vọng với chiếc clip này đủ truyền cảm hứng cho các bạn về việc đọc sách, cũng như là giúp cho các bạn xác định rõ là cuốn nào phù hợp với mình để mình mua cho hợp lý, tránh trường hợp là lan man. Mà thật ra lời khuyên của CD cuối cùng là mua nguyên bộ luôn đi, chứ bộ 5 cuốn mà 4 cuốn luôn rồi, lẽ mua lẻ 4 cuốn thì cũng hơi kỳ nha. Rồi ok, ai mua sách thì nhớ mua Phahasa nha các bạn, hoặc là những cái nơi uy tín á, chứ đừng mua trôi nổi trên mạng nha. Tại CD bị sách giả nhiều lắm, chán lắm, sai chính tả rồi mờ kiểu, mặc dù đặt hàng là kêu người ta là sách chuẩn nha, không chuẩn là bóc phốt đó, nhưng người ta cũng cam kết mà cuối cùng cũng như vậy. Bây giờ không lẽ bóc phốt thì nó tội nghiệp họ. Nên thôi, khuyên các bạn cứ lên Shopee hoặc Tiki kiếm Phahasa mà đặt cho khỏe. À, còn những bạn nào mà nghi ngờ không biết cuốn sách có phù hợp với mình hay không á, thì hầu hết những cái cửa hàng sách Phahasa đều có cái chỗ cho người mua sách, người ta ngồi lại người ta đọc thử xem có hợp hay không á, đọc thử miễn phí luôn các bạn. Nên các bạn có thể đến những cửa hàng đó để các bạn ngồi, các bạn đọc vài trang thử coi hợp hay không rồi mình mua cũng được nha. Rồi ok, thì chiếc clip ngày hôm nay tới đây thôi hen. Hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau với chương trình Chủ nhật cùng CD. Còn thứ sáu thì chúng ta sẽ gặp nhau qua những cái tập podcast về phiên bản âm thanh không có hình. Ok, cảm ơn các bạn một lần nữa và đã khuya rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye.